Mẹ Innocent. 15 phút trôi qua. Mẹ Nhất trở lại phòng, ngồi trên chiếc ghế. Trong cuộc đối thoại, hai người đều có vẻ lo âu. Chúng tôi xin cố gắng ghi đúng câu chuyện trao đổi như sau. Lão Foven à? Bẩm mẹ dậy gì? Lão biết nhà nguyện chứ? Hàng ngày con vẫn được lên cái buồng nhỏ để nghe kinh và xem lễ. Thế lão có vào sàn hát bao giờ không? Bẩm, con có vào vài ba lần. Phải bẩy một tảng đá. Bẩm có nặng không à? Tảng đá bên cạnh bàn thờ. Bẩm tảng đá đậy cái hầm ấy à? Phải. Giá được hai người đàn ông thì tốt quá. Mẹ Ascension sẽ giúp lão một tay, bà ấy khỏe chẳng kém gì đàn ông. Đàn bà thì chẳng bao giờ khỏe bằng đàn ông. Chúng ta chỉ có một phụ nữ để giúp lão thôi. Bà ấy sẽ cố gắng, làm được chừng nào hay chừng ấy. Linh mục Mabion kể 417 thư của Thánh Bernard, còn Melonus Hostius chỉ được có 367, không vì thế mà tôi coi nhẹ Melonus Hostius. Con cũng vậy. Làm hết sức mình là đáng quý rồi. Nhà tu đâu có phải là công trường. Và đàn bà cũng chẳng phải là đàn ông. Chú em tôi nó khỏe lắm. Lão còn có đòn để bẩy kia mà. Vâng, phải có thư chìa khóa ấy mới mở nổi cái loại cửa ghê gớm kia. Tảng đá còn có cái vòng sắt nữa. Con sẽ luồn đòn bẩy qua cái vòng ấy. Và tảng đá xoay được. Bẩm mẹ, được, con sẽ mở hầm. Có bốn mẹ sẽ đỡ việc lão. Thế mở xong thì làm gì à? Rồi phải đóng lại. Thế là xong à? Chưa. Bẩm mẹ, xin mẹ cứ dậy. Lão Foven à, các mẹ tin lão lắm. Con xin làm tất. Và phải giữ kín tất. Bẩm vâng. Mở cửa hầm xong, con sẽ đóng lại. Nhưng trước đó, gì cơ à? Phải đưa xuống hầm một cái gì? Im lặng một lát, mẹ Nhất, hơi bĩu môi dưới ra như ngập ngừng, rồi nói. Lão Foven à, lão biết là có một mẹ vừa qua đời sáng nay chứ? Bẩm không. Thế lão không nghe thấy chuông báo à? Ở cuối vườn chỗ con, chẳng nghe thấy gì hết. Thật à? Con nghe được hồi chuông gọi con cũng đã khó nhọc lắm. Mẹ ấy tịch lúc sáng sớm. Và lại sáng nay, gió không thổi về phía con. Đó là mẹ Crucifixion. Mẹ là một bậc thánh. Mẹ Nhất ngừng lại nói, môi hơi mấp máy như để khẽ cầu nguyện, rồi lại tiếp. 3 năm trước đây, chỉ thấy mẹ Crucifixion cầu kinh thôi mà bà đờ bé thun phải cải quy đạo cơ đốc, trước bà ta theo phái giang sinh ní. Ái chà! Bẩm mẹ, bây giờ con mới nghe thấy chuông báo tử. Các mẹ đã khiêng mẹ Crucifixion sang buồng nhà xác, thông với nhà thờ. Bẩm vâng! Ngoài lão ra, không một người đàn ông nào được vào buồng ấy. Lão phải trông chừng đấy, một người đàn ông nào vào thì chả ra làm sao đâu. Hơn thế. Cái gì? Hơn thế. Lão nói gì vậy? Con bảo. Hơn thế. Hơn thế là hơn cái gì? Thưa mẹ bề trên, con không nói hơn thế cái gì. Con nói hơn thế. Ta chẳng hiểu lão nói gì cả. Tại sao lão nói hơn thế? Bẩm mẹ, để nói như mẹ. Ta không nói hơn thế. Mẹ không nói như thế, nhưng con nói như thế để nói như mẹ. Lúc ấy chuông điểm 9 giờ. Mẹ Nhất cầu nguyện. 9 giờ sáng và tất cả mọi giờ, ngợi khen và thờ lạy thánh thể rất thiêng liêng. Amen, Fosleven nói. Chuông điểm đúng lúc. Nó cắt đứt cái chuyện hơn thế nếu không thì mẹ Nhất và Fosleven không làm thế nào gỡ được cái cuộn chỉ rồi ấy. Fosleven lau mồ hôi chán. Mẹ Nhất lại lầm rầm khe khẽ trong miệng như khấn vái, rồi mẹ nói to. Lúc sinh thời, mẹ Crucifixion cải tôn biết bao nhiêu người. Mất đi, chắc hẳn mẹ làm nhiều phép nhiệm màu lắm. Bẩm, hẳn mẹ sẽ làm nhiều phép nhiệm màu.
Fauchelevent nói theo và cố gắng giữ hết sức để khỏi hớ lần nữa. Lão Fauvent ạ, tất cả giáo hữu đã được ban phúc qua mẹ Crucifixion. Nhất định không phải ai cũng được chết như giáo chủ De Berun trong lúc giảng kinh và gửi hồn lên Chúa khi cầu nguyện. Hèn y dơ chơ ơ blazen nem, mở ngoặc đơn, vậy xin dâng của lễ này. Chấm, tuy không được hạnh phúc ấy, mẹ Crucifixion cũng chết một cách quý hóa. Cho tới phút tắt thở mẹ vẫn tỉnh táo. Mẹ còn chuyện trò với chị em chúng ta, rồi mẹ còn cầu kinh nữa. Mẹ đã cho chị em chúng ta những mệnh lệnh cuối cùng. Giá lão là người sùng đạo hơn và giá lão cũng được vào buồng mẹ Crucifixion lúc ấy, thì mẹ chỉ sờ vào chân lão đã khỏi tật. Mẹ mỉm miệng cười, tựa như phục sinh trong lòng Chúa. Thật như có thiên đường trong cảnh chết ấy. Fauchelevent tưởng như nghe thấy bài kinh cầu siêu chấm dứt. Lão nói. Amen. Lão Fauvent ạ, người chết muốn sao, ta phải làm như vậy. Mẹ nhất lần chàng hạt. Lão Fauchelevent im lặng. Bà lại tiếp. Về vấn đề này ta đã xin ý kiến nhiều vị giáo sĩ phục vụ và lo về cuộc sống trong đạo và đã đạt được những kết quả rất tốt đẹp. Thưa mẹ bề trên, ở đây nghe rõ tiếng chuông báo tử hơn là ở ngoài vườn. Vả chăng mẹ Crucifixion không phải là một người quá cố bình thường, mẹ là một vị thánh. Bẩm cũng như mẹ. Từ 20 năm nay, mẹ vẫn nằm trong cái áo quan riêng của mẹ do giáo hoàng Pai Vi cho phép. Người đã làm lễ đăng quang cho hoàng Bonaparte. Fauchelevent vốn tinh danh là thế mà buột miệng nói theo điều ghi nhớ của mình như thế cũng thật dày. Cũng may mẹ nhất đang bận suy nghĩ không nghe thấy gì. Mẹ nói tiếp. Lão Fauvent. Bẩm mẹ dậy. Thánh Diodor, Tổng Giám Mục Cappadoce, ngỏ ý muốn người ta chỉ ghi mộ mình một chữ này. Acarus, nghĩa là con giun đất. Người ta đã làm theo ý thánh như vậy, có phải không? Thưa mẹ vâng. Thánh Mezzocane toàn thiện toàn phúc, viện trưởng ở Aquila, muốn được chôn dưới một cái giá treo cổ. Điều đó đã được thực hiện. Thưa vâng. Thánh Terran, giám mục địa phận Port trên cửa sông Tiber vùng bờ bể, muốn người ta khắc trên bia mình cái dấu ghi trên mả những đứa giết cha, mong rằng khách qua đường ai cũng nhổ nước miếng trên mả mình. Điều đó cũng được thực hiện. Phải tuân lệnh người chết. Cầu Chúa cho như thế. Thi hài của Bernard Guidonis, sinh ở nước Pháp, gần Rosherbay, đã được đưa vào nhà thờ dòng Dominican ở Limoges, theo lệnh của người và mặc dù vua Castile phản đối, tuy rằng Bernard Guidonis là giám mục ở Tây Ban Nha. Ai nói trái được? Nhất định không ạ. Bẩm mẹ. Điều này đã được Plantavit de la Fosse chứng thực. Mẹ lại yên lặng lần thêm vài hạt nữa. Rồi mẹ nói tiếp. Lão Fauvent ạ, phải chôn mẹ Crucifixion trong chiếc quan tài mẹ vẫn nằm từ 20 năm nay. Như thế là phải ạ. Vẫn là tiếp tục ngủ thôi. Con sẽ đóng quan tài ấy lại. Phải. Còn chiếc quan tài của sở thì để lại ạ. Đúng thế. Con xin tuân lời thánh hội muôn vàn tôn kính. Bốn mẹ trong ban đồng ca sẽ giúp lão. Giúp việc đóng quan tài ấy à? Bẩm mẹ chả cần à? Không, là nói giúp việc đưa quan tài xuống cơ. Xuống đâu à? Xuống hầm. Hầm nào à? Hầm dưới điện thờ. Lão Fauchelevent giật nảy mình. Cái hầm dưới bàn thờ ấy à? Đúng, dưới bàn thờ. Nhưng, có cái thanh sắt để bẩy mà. Vâng, nhưng, luồn thanh sắt vào cái vòng mà bẩy. Nhưng, phải tuân lệnh người đã chết. Mẹ Crucifixion chỉ có một nguyện vọng lớn nhất là được chôn cất ở trong hầm mộ dưới bàn thờ nhà nguyện, không phải nằm nơi trần tục. Mẹ muốn yên nghỉ ở nơi lúc sống mẹ thường vẫn cầu kinh. Mẹ đã nói thế, tức là lệnh của mẹ vậy. Nhưng, người ta cấm. Người trần cấm, nhưng Chúa ra lệnh. Nhỡ lộ việc thì sao? Chúng ta tin ở lão.
con thì sẽ lặng thinh như hòn đá trong vách này. Hội đồng đã họp, các mẹ tư vấn đang bàn và ta cũng vừa hỏi ý kiến xong, các mẹ đã nhất quyết chôn mẹ Crucifixion trong áo quan của mẹ, ở cái hầm mộ dưới bàn thờ. Lão Fosseleven này, hãy nghĩ xem, nếu phép nhiệm màu mà diễn ra ở đây thì thế nào? Vinh quang thay cho tu viện ta từ trong lòng Chúa. Phép màu từ mộ mà lên đấy. Nhưng, bẩm chỉ sợ nhân viên ban vệ sinh. Về việc mai táng, Thánh Binoy đã chống lại Hoàng đế Constantine Pogonat. Thế nhỡ ông cầm, một trong bảy ông vua Đức xâm nhập các xứ Go dưới triều vua Constant là Chonerdime đã chính thức công nhận. Quyền của người tu sĩ được chôn cất trong lòng đảo, tức là dưới bàn thờ. Nếu ông thanh tra quận, trước thánh giá, người trần tục không có quyền gì hết. Martin, giáo trưởng thứ 11 dòng tu cha chơ, đã nêu cái phương châm này cho dòng tu của mình. Stet crux sum von vicer orbis. Fosseleven cầu. Amen. Đó là đối phó bất di bất dịch của lão mỗi khi nghe ai đọc tiếng Latin. Đối với một người đã im lặng quá lâu thì gặp bất cứ ai cũng là một dịp để nói hết những điều muốn nói. Nhà hùng biện Gymnastore hôm ở tù ra. Trong người đầy ắp những lưỡng đoạn luận và tam đoạn luận bị nén, đứng lại trước gốc cây đầu tiên gặp trên đường và đem tất cả tài hùng biện ra để thuyết phục gốc cây đó. Mẹ nhất thường ngày bị kỷ luật im lặng khống chế, bụng đầy những giáo điều, đứng dậy nói thao thao như mở cống. Bên phải ta là Bino, bên trái là Bernard. Bernard là ai? Là tu viện trưởng đầu tiên của Clairvaux. Fontaine de Bourgogne là cái xứ sở được phúc Chúa vì là sinh quán của ngài. Cha ngài là Tesselang và mẹ ngài là Aleder. Ngài đã bắt đầu ở Cetau và sau ở Clairvaux. Ngài đã được phong viện trưởng do giám mục Guillaume de Champeau địa phận Chalon-sur-Saône. Ngài có 700 tu sĩ tập sự và đã dựng 160 nhà tu. Người đã đánh gục Abelard ở hội nghị Sen năm 1140 và Pierre de Bray và Henri môn đệ của Pierre de Bray và một loại lầm đường khác, bọn Apostolic. Ngài đã khuất phục Anno de Brest, quật ngã như sét đánh linh mục Rao. Tên đồ tể giết dân Do Thái. Ngài khống chế cả hội nghị Ranh năm 1184. Ngài làm cho Gilbert de La Porre, giám mục Poitiers và Ion de L'Etoile bị kết án. Ngài dàn xếp xích mích của các vua chúa, chỉ bảo cho vua Louis Schlesien, làm cố vấn cho giáo hoàng Eugenie, ghép vào quy chế giáo hội Le Temple, kêu gọi thập tự viễn trinh, làm 250 phép màu trong đời mình và có lần 39 phép màu trong một ngày. Bino là ai? Là thánh tổ của Mông Cassin, là người sáng lập thứ hai của tính thiêng của tu viện, là Basile của giáo hội phương Tây. Dòng đạo của người đã sản sinh 40 giáo hoàng, 200 giáo chủ, 50 thánh tổ, 1.600 tổng giám mục, 4.600 giám mục, 4 hoàng đế, 12 đế hậu, 46 vua, 41 hoàng hậu. 3.600 vị được phong thánh và tồn tại từ 1.400 năm nay. Một bên thánh Bernard, một bên viên chức vệ sinh. Một bên thánh Bino, một bên viên thanh tra lục lộ. Nhà nước, sở lộ chính, sở tang tế, luật lệ cơ quan hành chính, chúng ta không biết. Bao nhiêu người sẽ phẫn nộ trước sự đối xử với chúng tôi. Họ tước cả của chúng tôi các quyền hiến dâng cắt bụi của chúng tôi cho Jesus Christ. Vệ sinh của các anh là một bịa đặt của cách mạng. Chúa trời phụ thuộc viên cảnh sát trưởng. Thời thế như thế đấy. Im đi thôi, lão Fosseleven. Dưới trận mưa rào ấy, Fosseleven rất lúng túng. Mẹ nhất nói tiếp. Ai mà chối cãi được quyền chôn cất tu sĩ của các tu viện? Chỉ có bọn tà đạo và bọn lạc đường phủ nhận nó thôi. Chúng ta đang sống trong một thời đại hỗn loạn ghê gớm. Người ta không biết những điều phải biết mà lại biết những điều không nên biết. Ngu muội và vô đạo. Trong thời đại này có những người lầm vị thánh Bernard tối cao tối đại với Bernard gọi là Bernard của những người Catholic nghèo, một giáo sĩ hiền từ ở thế kỷ si.
có kẻ phỉ báng đến nỗi liên hệ máy chém chém Louis XV với thập tự giá đóng đinh Jesus Christ. Louis XV chỉ là một ông vua. Phải coi chừng Chúa. Không còn cái gì công bằng, cái gì là bất công nữa. Người ta biết, tên Voltaire mà không biết tên César de Bass. Thế mà César de Bass là một bậc hằng phúc, còn Voltaire thì là một tên khốn khổ. Vị tổng giám mục cuối cùng, giáo chủ Périgord, không biết cả rằng Charles de Gondrin đã kế tục Berulle, Bourgoin đã kế tục Gondrin, Jean-François Senault kế tục Bourgoin và cha Sainte-Marthe kế tục Jean-François Senault. Người ta nhớ tên linh mục Coton, không phải vì ông là một trong ba người đã góp phần sáng lập dòng Oratoire, mà là vì vua đạo cải cách Henri IV đã hay văng tục với cái tên ông ấy. Còn Saint-François de Sales người đời thích vì ngài ấy hay gian lận trong cờ bạc. Người ta đả kích tôn giáo. Vì sao? Vì đã có những linh mục xấu. Vì Sagitte, giám mục ghép là anh em của Salon, giám mục Embrun và cả hai đã đi theo Mammo. Điều đó có làm sao? Có phải vì thế mà Martin de Tours không phải là thánh và không cắt đôi tấm áo khoác cho một người nghèo? Người ta khủng bố các vị thánh. Người ta nhắm mắt trước chân lý. Đêm tối đã thành thói quen. Những con thú dữ tợn nhất là những con thú mù. Chẳng ai nghĩ đến địa ngục. Ôi! Cái quần chúng xấu xa độc ác. Lệnh vua bây giờ là lệnh của cách mạng. Người ta không còn biết phải làm gì cho người chết. Cấm không được chết một cách tinh thành. Mồ mả là chuyện hành chính. Ghê tởm quá. Giáo hoàng Saint-Léon Y đã gửi thông điệp đặc biệt. Một cho Pierre Noté, một cho vua của người Visigoth, để phản đối và bác bỏ quyền hành của quan thái thú và quyền vô thượng của hoàng đế trong vấn đề tang lễ. Gautier, giám mục chơ lần về vấn đề này đã đương đầu với Othon, công tước Bourgogne. Các vị thẩm phán xưa cũng đồng tình. Ngày xưa chúng tôi có quyền phát biểu về cả việc đời. Viện trưởng tu viện Ceto, trưởng dòng. Là thẩm phán chỉ định của tòa thượng thẩm Bourgogne. Chúng tôi được toàn quyền xếp đặt những người chết của chúng tôi. Cả thi hài của thánh Bino chẳng chôn ở tu viện Fleury, còn gọi là Saint-Bino-sous-Loire ở đất Pháp là gì, mặc dù ngài chết trên đất Ý, ở Mông Cassin, ngày thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 543. Tất cả những sự việc ấy là hiển nhiên không chối cãi được. Ta ghét những kẻ cầu nguyện giả dối, ta thù những quân tà đạo, nhưng ta còn thù ghét hơn kẻ nào nói trái những điều đó. Chỉ cần đọc lại Anouilh Guillen, Gabriel Bouchelin, Chithem, Mauro Lycus và Luc d'Achery. Mẹ nhất nghỉ để thở, rồi quay lại bảo Fauchelevent. Lão Fauchelevent, thế là được chứ? Bẩm mẹ, vâng, được ạ. Trông cả ở lão được chứ? Con xin tuân lệnh. Tốt lắm. Con xin hết lòng với tu viện. Được rồi. Lão đóng quan tài. Các bà khiêng quan tài vào nhà nguyện. Cầu kinh xong họ trở lại nhà tu. Khoảng giữa 11 giờ và nửa đêm, lão sẽ mang thanh sắt đến. Việc gì cũng tiến hành hết sức bí mật. Ở nhà nguyện chỉ có bốn mẹ trong ban đồng ca, mẹ Ascension và lão thôi. Và bà Sơ đứng cọc. Bà ấy sẽ không quay mặt lại. Bà ấy sẽ nghe thấy. Bà ấy không lắng tai nghe. Và lại điều nhà tu kín biết thì người đời không biết. Mẹ nhất nghỉ một lần nữa rồi mới nói tiếp. Lão sẽ cởi bỏ chiếc nhạc. Không cần để cho bà đứng cọc biết là có lão ở đấy. Bẩm mẹ rất kính. Gì thế? Ông y sĩ đến khám chưa à? 4:30 chiều hôm nay. Đã có hiệu chuông cho người đi báo. Thế ra lão không nghe tiếng chuông hiệu lệnh nào cả ư? Con chỉ chăm chú nghe hiệu chuông gọi con thôi. Cái đó tốt, lão Fauchelevent à. Bẩm mẹ chắc phải kiếm cái đòn dễ đến vài mét. Kiếm đâu được. Có song sắt làm rào là có đòn. Ở góc vườn, còn có chất cả một đống. Khoảng 11:15 tối nay, chớ có quên. Bẩm mẹ rất kính. Gì? Nếu có công việc khác như thế này nữa thì chú em con rất khỏe. Khỏe như vâm. Lão phải lo làm hết sức nhanh,
Càng nhanh càng hay. Con không làm nhanh lắm được. Con có tật. Vì vậy nên cần có người giúp. Con thọt. Thọt không phải là một tội lỗi. Có khi là một điều phúc cũng nên. Hoàng đế Angri, người đã chống lại ngụy giáo hoàng Gregoire và khôi phục Binovii, có hai biệt hiệu vua thánh và vua thọt. Fauchelevent tai hơi ngãnh ngãng, lẩm bẩm. Đến hai áo khoác, tốt quá nhỉ. Lão Fauvel này, ta đã nghĩ. Cho chọn một giờ đi. Không đến nỗi nhiều quá đâu. Lão hãy có mặt bên cạnh bàn thờ chính với cái thanh sắt vào 11 giờ. Buổi lễ bắt đầu lúc 12 giờ đêm. 15 phút trước là phải xong xuôi hết cả. Con sẽ làm hết sức để tỏ lòng nhiệt thành của con với tu viện. Dứt khoát như thế, con đóng nắp áo quan. 11 giờ đúng con sẽ ở trong nhà nguyện. Các mẹ trong ban đồng ca ở đấy rồi. Mẹ Ascension cũng có mặt. Giá được hai người đàn ông thì hay hơn. Nhưng thôi được, con sẽ mang thanh bẩy. Chúng con sẽ mở hầm mộ, đưa áo quan xuống, rồi đậy lại nắp nhà mồ. Thế là xong, không? Còn dấu vết gì nữa? Chính phủ sẽ không nghi ngờ gì. Thôi mẹ tôn kính, thế là xong xuôi cả phải không ạ? Không. Còn cái gì nữa ạ? Còn cái quan tài trống. Ngừng một lát. Fauchelevent nghĩ ngợi, mẹ nhất nghĩ ngợi. Lão Fauvel này, làm thế nào với cái quan tài ấy? Cứ việc mang đi chôn. Khiêng trống không à? Lại im lặng, lão Fauchelevent vẫy vẫy bàn tay trái như muốn xua đuổi một ý nghĩ gì làm cho lão lo sợ. Bẩm mẹ, tay con đã đóng quan tài ấy lại. Có ai được vào đấy đâu. Thế rồi con cứ phủ tấm vải che lên trên. Thế còn bọn phu đòn, lúc họ khiêng quan tài lên xe, rồi lúc hạ huyệt, họ thấy nhẹ không? Ông Fauchelevent bỗng rủa to. Ôi chao, quy. Mẹ nhất giơ tay làm dấu thánh và đăm đăm nhìn Fauchelevent. Ông nghẹn cổ, nuốt vào cổ mấy âm quỷ sứ. Ông vội vàng nghĩ ra một mưu kế để đánh lảng câu nguyền rủa. Bẩm mẹ, con sẽ cho đất vào quan tài. Cũng sẽ nặng nặng như có người ấy. Phải đấy. Đất thì cũng như người thôi. Thế là lão sẽ thu xếp cho xong việc cái quan tài rộng ấy nhé. Cứ để mặc con. Nét mặt mẹ nhất từ nãy bối rối, lo âu bỗng trở nên sáng sủa. Bà ra hiệu cho kẻ bề dưới được ra ngoài. Fauchelevent đi ra phía cửa. Ông vừa định bước chân ra, thì bà dịu dàng lên tiếng, lão Fauvel, tôi bằng lòng lắm. Ngày mai, sau khi đưa tang, lão dẫn em lão đến đây, bảo mang cả con bé lại nữa.